cơ bản thôi, chứ còn không, mình cũng không đi sâu vào vào chi tiết của cái phương pháp phẫu thuật ung thư thực quản. Thế thì về cái ung thư thực quản thì các bạn chỉ cần nắm thế này này. Với ung thư thực quản, không hiểu sao thì nó lại chiếu ở nam giới, đấy, anh em nam giới trên chiếm 9 trên 90% là ung thư thực quản. Thứ hai nữa là ở lứa tuổi trung niên. Trung niên tức là mình tính là từ trên 45 tuổi, nhưng mà bây giờ thì cái ung thư thực quản nó cũng trẻ hóa rất nhiều. Mình đã gặp những bệnh nhân 34 tuổi, 35 tuổi, đấy, 36 tuổi, và không phải là những bệnh nhân trên 45 tuổi nữa. Và các bạn nên nhớ một điều này, ung thư thực quản xảy ra ở nam giới, xảy ra ở những người hút thuốc lá, xảy ra ở những người uống rượu, nhất là các bạn mà ở đây có ai ở ở những cái vùng cao ấy, ví dụ như là Yên Bái, Hà Giang, trên đấy thì uống rượu rất nhiều. Thế thì một trong những cái nguyên nhân mà gây nên ung thư quản đó là uống rượu. Đấy, trên 90% bệnh nhân mà của mình ở dưới này mà mổ chẩn đoán ung thư quản ấy, thì đều có một cái tiền sử là hút thuốc lá và uống rượu nhiều. Ngoài ra thì cái yếu tố dịch tễ khác của ung thư thực quản đó là các cái tổn thương, ví dụ như là trào ngược, bệnh lý trào ngược thực quản dạ dày, bệnh lý co thắt thâm vị, hoặc là những cái túi thừa thực quản, những cái tỷ lệ mà những cái bệnh lý này thì gây nên ung thư thực quản thì thấp hơn rất nhiều so với những cái bệnh nhân mà hút thuốc lá và uống rượu. Thế thì trong cái phần dịch tễ này, các bạn chỉ cần nắm trong đầu, nó có rất dài, đọc sách thì nó có rất dài, nhưng mà các bạn chỉ cần nắm trong đầu là ung thư thực quản tập chủ yếu của nam giới và hút thuốc lá, uống rượu, thế thôi. Còn những cái khác thì các bạn có thể gạt hết ra ngoài đầu được. Thế thì về mặt cái giải phẫu bệnh thì ung thư cái chúng ta phải hiểu là cái thực quản là một cái tạng mà nó kéo dài từ miệng cho đến dạ dày. Thế thì nó chia làm 3 phần: thực quản cổ, thực quản ngực và thực quản bụng. Thế thì ung thư thực quản thì nó chủ yếu nó gặp ở cái phần thực quản ở trong ngực ấy. Và trong ngực thì họ lại chia thành ung thư thực quản ba trên, ba giữa, ba dưới. Thế thì hay gặp nhất là ba giữa, ba dưới. Đấy. Cái thể về mặt đại thể của ung thư thực quản thì người ta chia làm ba thể kinh điển. Đó là thể sùi, thể loét và thể thâm nhiễm cứng. Đấy, các bạn, nó cũng giống như là những cái ung thư của đường tiêu hóa khác thì đều có sùi, loét và thâm nhiễm cứng. Thì ngoài ra này, nó có cái phân loại của cái thể ung thư sớm theo phân loại của Nhật Bản. Thì cái này thì nói thật là các bạn cũng chả cần phải nắm rõ, chả cần phải học đâu. Đấy, các bạn chỉ cần nhớ cho mình là ung thư thực quản nó cũng giống như các cái ung thư của đường tiêu hóa khác, nó có ba cái thể: thể sùi, thể loét và thể thâm nhiễm cứng. Ngoài ra nó có một cái thể tổn thương mà các bạn, nếu mà trong trong cái nội soi mà các bạn có nghi ngờ về ung thư thực quản thì các bạn có thể ung thư sớm ấy, thì các bạn có thể chuyển bệnh nhân xuống để làm các cái xét nghiệm cao hơn để chẩn đoán sớm ung thư thực quản. Đấy, và một cái đặc điểm nữa về mặt vi thể của ung thư thực quản đó là gì? Cũng chiếm trên 90% là ung thư tế bào biểu mô vẩy. Đấy. Còn lại là biểu mô tuyến, ung thư tế bào Hắc tố và sarcom chiếm khoảng một khoảng, khoảng khoảng dưới 10%. Thế thì đấy, cái từ đầu đến giờ thì mình chỉ cần nắm rất rõ như này: ung thư thực quản là nam giới này, hút thuốc lá, uống rượu, đấy, gặp ba thể là sùi, loét và thâm nhiễm cứng, và ung thư biểu mô vẩy chiếm 90%. Biểu mô tuyến ít lắm, các bạn học chắc là cũng học ung thư cái khác rồi, ví dụ như dạ dày này, ví dụ như đại tràng này, ví dụ như là ruột non này, thì chủ yếu là ung thư biểu mô tuyến. Thế thế thì thực quản thì nó ngược lại, thế chiếm 90% là ung thư biểu mô vẩy. Đấy. Thế thì về chẩn đoán lâm sàng, chẩn đoán lâm sàng của thực quản thì các bạn đọc trong sách thì nó có rất nhiều những cái triệu chứng, nào là nuốt nghẹn, nào là nghẹn đặc sặc lỏng, nào là mệt mỏi gây sút cân đau ngực. Đấy. Rồi hội chứng cận ung thư. Thế thì trong cái ung thư thực quản
về triệu chứng lâm sàng thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình câu này: bệnh nhân có triệu chứng nuốt nghẹn, nam giới hút thuốc lá uống rượu cộng với nuốt nghẹn, thì là trong đầu mình lúc nào mình nghĩ đến là có thể bị ung thư thực quản rồi. Thế thì cái đặc điểm của cái nuốt nghẹn trong ung thư thực quản nó khác với lại những đặc điểm nuốt nghẹn ở các cái bệnh lý khác. Thế thì nuốt nghẹn trong ung thư thực quản thì đầu tiên bệnh nhân sẽ nghẹn với các cái thức ăn đặc, ví dụ như cơm, ví dụ như thịt. Đấy. Là nuốt nghẹn với những cái thức ăn đặc. Sau đó thì sẽ nuốt nghẹn với những thức ăn lỏng, ví dụ như cháo, ví dụ như sữa hoặc là cái cơm nát. Và cuối cùng thì là kể cả những thức ăn lỏng, ví dụ như nước, bệnh nhân cũng không ăn được. Thế thì cái đặc điểm nuốt nghẹn này nó liên quan đến cái đặc điểm phát triển của khối u. Sở dĩ nó có cái triệu chứng như thế bởi vì là cái khối u nó tiến triển. Cái khối u nó nằm ở trong cái lòng thực quản ấy, càng ngày nó càng to ra. Càng ngày nó càng to ra và nó tiến triển. Đấy, nó làm cho cái khối u của thực quản nó làm cho cái triệu chứng nuốt nghẹn nó càng tăng lên cao. Xin lỗi các bạn, nó đang bị nhảy cái slide. Đấy, thì mình phải phân biệt được cái triệu chứng nuốt nghẹn của ung thư thực quản với một số các bệnh khác. Ví dụ như là bệnh co thắt thâm vị. Trong này có bạn nào biết bệnh co thắt thâm vị không nhỉ? Giãn thâm vị thì thầy không, co thắt thâm vị hoặc là achalasia đấy, hoặc là bệnh có ai nghe đến cái bệnh co thắt thâm vị không? Dạ, chưa thầy. Tức là cái co thắt thực quản ấy, tức là thế này này, tức là cái phần cơ thực quản ở phần thấp co thắt quá mức, nó làm cho cái thức ăn mà khi đến cái phần thấp thực quản nó bị đọng lại, thế nên gây nên cái triệu chứng nuốt nghẹn. Cái mà để phân biệt với cái ung thư thực quản với lại cái bệnh co thắt thâm vị này ấy, thì bệnh co thắt thâm vị nó là cái bệnh lý lành tính, nó chỉ là cái cơ chế thần kinh thể dịch của cái cơ ở phần thấp thực quản nó co bóp quá mức, nó làm cho thức ăn đấy nó bị ứ lại, nó gây đến nghẹn. Thế thì khi mà có cái triệu chứng nuốt nghẹn này thì cái đặc điểm nuốt nghẹn của trong cái co thắt thâm vị nó khác hoàn toàn so với lại của cái ung thư thực quản. Nó khác ở chỗ là với những cái co thắt thâm vị thì cái triệu chứng nó không tiến triển, tức là bệnh nhân người ta có thể bị 1 năm, 2 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm đấy. Và thứ hai nữa là cái triệu chứng nó không tiến triển, và cứ lúc thì hôm nay thì bệnh nhân có thể ăn được cơm nhưng ngày mai lại không ăn được cơm. Đấy. Và có những thời gian mà những cái triệu chứng của bệnh nhân nó có thể giảm gần như trở về bình thường, và sau đó thì nó lại tiến triển, nó lại thay đổi và nó lại bị gây nghẹn. Đấy là cái đặc điểm của cái nghẹn trong cái co thắt thâm vị. Đấy, thế thì các bạn chỉ nên nhớ là cái triệu chứng lâm sàng chính của ung thư thực quản đó là nuốt nghẹn, và cái đặc điểm nuốt nghẹn của ung thư thực quản mình đã nói rồi, nó khác so với đặc điểm một số những bệnh khác như co thắt thâm vị. Thế ngoài ra cái triệu chứng của ung thư thực quản, triệu chứng khác như là có thể mệt mỏi, gây sút cân, đau ngực, nôn máu, thì đây là tất cả những cái triệu chứng mà ung thư nói chung. Khi mà một bệnh nhân nào đó mắc cái bệnh ung thư thì người ta gọi là hội chứng cận u, thì bao giờ cũng có cảm giác như mệt mỏi, gây sút cân, đấy, thậm chí là có thể sốt nhẹ, thì đấy là những cái triệu chứng khác của ung thư quản. Thế còn về cái đặc điểm cận lâm sàng của ung thư quản, khi mà các bạn có nghi ngờ bệnh nhân bị ung thư thực quản, nam giới, đấy, tôi nhắc lại, nam giới tuổi trung niên, tiền sử hút thuốc lá, uống rượu, mà đến với chúng ta với triệu chứng nuốt nghẹn,
Thì bây giờ chúng ta phải chỉ định cho bệnh nhân làm cái xét nghiệm gì? Ở tuyến huyện các bạn đã có cái nội soi dạ dày chưa? Có rồi thưa ạ. Có 100% chưa? Có rồi thưa ạ. Với một bệnh nhân như thế thì khi mà đến viện chúng ta sẽ chỉ định cho bệnh nhân làm cái nội soi dạ dày và sinh tiết. Cái nội soi dạ dày thì đó là tiêu chuẩn để chẩn đoán xác định ung thư dạ dày. Thế khi mà chúng ta cho cái máy soi vào trong mồm xuống soi thực quản thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ được cái tổn thương của cái ung thư thực quản. Chính là ba cái tổn thương mà như tôi vừa nói ở cái phần đại thể, tức là gì? Thể xùi, thể loét và thể thâm nhiễm cứng. Đấy, khi các bạn soi vào các bạn sẽ thấy được cái ba cái tổn thương đấy. Và các bạn sinh thiết cái tổn thương của ung thư thực quản, các bạn có thể thấy được cái chẩn đoán xác định của ung thư thực quản. Đấy, thì ở tuyến huyện thì mình cũng chỉ mong các bạn là nắm được các cái triệu chứng lâm sàng, đưa ra được cái chẩn đoán xác định, và sau đó thì các bạn tư vấn cho bệnh nhân có thể chuyển lên tuyến trên, để trên này mình có thể làm thêm một số các cái xét nghiệm mà chuyên sâu khác, ví dụ như là chụp cắt lớp, ví dụ như cộng hưởng từ, ví dụ như làm siêu nội soi, ví dụ như làm siêu ổ bụng, để đánh giá những cái giai đoạn và cái khả năng để phẫu thuật cũng như là định hướng cái điều trị cho bệnh nhân. Đấy, các bạn chắc là bây giờ cũng phương tiện chẩn đoán hình ảnh nó nhiều rồi, thông tin đại chúng nhiều, thì các bạn chắc cũng biết đến cái chụp PET CT đúng không ạ? PET CT thì ở huyện chắc chắn là không có rồi, thậm chí ở Việt Đức bây giờ cũng chỉ có một máy thôi, và máy đấy thì cũng hỏng lên hỏng xuống. Đấy, ở ngoài Hà Nội thì chỉ có Việt Đức có một máy này, 108 có một cái này, viện ca có một máy là chụp PET CT. Cái PET CT thì nó có cái tác dụng là thứ nhất là đánh giá cái khả năng di căn đối với những bệnh nhân ung thư thực quản. Thứ hai là nó dùng để theo dõi những cái tái phát sau mổ. Ví dụ như các bạn mổ xong rồi, khoảng 6 tháng sau các bạn cho chụp lại PET để đánh giá xem là cái ung thư nó có tái phát hay không, bằng cách là nó phát hiện ra những cái tổn thương ung thư, ví dụ như là những cái tổn thương nó tái phát tại chỗ hoặc là những tổn thương di căn hạch. Thì đấy là các cái cận lâm sàng trong cái chẩn đoán ung thư thực quản. Tiếp theo mình muốn trình bày cho các bạn về cái phân loại giai đoạn ung thư thực quản. Có lẽ cái này thì nó cũng hơi khó so với các bạn, thì mình cũng chỉ có nói qua thôi. Ví dụ, phân loại giai đoạn ung thư thực quản theo TNM. TNM là viết tắt của từ tiếng Anh, T là tumor, N là nốt là hạch, còn M là metastas. Đấy, hoặc là phân loại theo giai đoạn theo GCSE, hoặc là phân loại theo GCSE là hiệp hội ung thư thực quản Nhật Bản. Đấy, hoặc phân loại theo WNM. Thì nói thật là mình có sâu ra những cái phân loại này thì các bạn cũng không nhập được vào trong đầu đâu, cũng chả nhớ được. Đấy, thế thì nên trang mà các bạn cũng chỉ cần nắm sơ qua là người ta phân loại giai đoạn ung thư thực quản cũng như là phân loại giai đoạn các cái bệnh lý ung thư khác theo TNM, theo GCSE là hiệp hội ung thư thực quản bản, và theo WNM. Đây, phân loại theo TNM tức là gì? T tức là người ta đánh giá cái mức độ của khối u nó xâm lấn đến cái thành nào của thực quản. Thế thì T1 thì người ta quy ước là u xâm lấn ở lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc. Đấy, thì mình cũng nói qua là cái thành thực quản nó chia làm 4 lớp. Nó cũng giống như là cái thành của cái ống tiêu hóa khác. Lớp niêm mạc, lớp dưới niêm mạc, lớp cơ và lớp áo ngoài. Thế thay vì các cái ví dụ như các bạn đọc của dạ dày, của ruột non, của đại tràng, thì cái lớp ngoài cùng thì người ta gọi là lớp thanh mạc. Nhưng mà thực quản nó không gọi là thanh mạc mà nó gọi là cái lớp áo ngoài. Lớp áo ngoài rất là mỏng. Đấy, thế thì T1 tức là gì? T1 là cái khối u nó chỉ khu trú ở cái lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc của cái thành thực quản.
đấy, T2 đây, các bạn nhìn T2 đây, thì là cái khối u nó vượt qua cái lớp dưới niêm mạc đến lớp cơ, nhưng mà nó lại chưa vượt qua lớp cơ đây, các bạn thấy cái lớp cơ màu đỏ đây. Đấy. Còn T3 tức là gì, nó vượt qua lớp cơ rồi. Đấy, vượt qua lớp cơ rồi nhưng mà nó chưa vượt qua cái lớp áo ngoài. Thực ra cái đây như ta vẽ này, người ta rất không thể thể hiện được cái T3 đây, người ta cũng không thể hiện được cái lớp áo ngoài, bởi vì lớp áo ngoài là cái lớp rất là mỏng, chỉ là cái lớp trong tưởng tượng, không khó có thể nhìn lắm. Ví dụ như các bạn mổ vào dạ dày ruột thì các bạn, hoặc là đại tràng thì các bạn thấy lớp được thanh mạc của tiêu hóa, nhưng mà đối với thực quản thì mình rất khó nhìn được lớp áo ngoài của thực quản. T4 tức là gì? Đây, T4 là vượt qua lớp áo ngoài và xâm lấn vào các cái tạng xung quanh. Đây, các bạn nhìn lớp T4B đây. T4B là nó xâm lấn vào cái qua được mạch chủ này. Còn T4A thì nó chỉ xâm lấn vào cái tổ chức mỡ xung quanh, mà chưa xâm lấn vào các tạng lân cận. Đấy là phân loại giai đoạn theo TNM. Còn hạch là nốt ấy, thì người ta cũng có hai cái phân loại. Một là phân loại theo Hiệp hội Ung thư của Mỹ, hai là phân Mỹ hoặc là của thế giới, hai là nó phân loại theo cái Hiệp hội Ung thư của Nhật Bản thì nó phân loại thì nó sẽ phức tạp hơn. Thì đối với cái phân loại của Mỹ và Hiệp hội Ung thư thế giới thì N1 người ta quy ước là nó di căn 1 đến 2 hạch, tức là gì, khi mà phẫu thích thực quản thì người ta sẽ nạo vét hạch xung quanh thực quản rồi theo các chặng quy ước và người ta đếm số hạch. Thì nếu mà ung thư nó di căn 1 đến 2 hạch thì gọi là N1, từ 3 đến 6 hạch thì gọi là N2, và trên 7 hạch thì người ta gọi là N3. Đấy, và khi cái tổn thương thực quản này mà nó di căn đến các tạng khác, ví dụ như là di căn gan, ví dụ như di căn phổi, ví dụ như di căn tuyến thượng thận hoặc là di căn thận thì người ta gọi là M. Đấy, thì là phân loại giai đoạn theo TNM, các bạn cũng chỉ cần nắm sơ thế thôi. Thế thì về cái điều trị ung thư thực quản. Điều trị ung thư thực quản thì nó cũng giống như là điều trị những cái ung thư khác. Bây giờ các bạn nhớ này, ung thư, điều trị ung thư thì bao giờ nó có 3 cái phương pháp. Một là phẫu thuật. Hai là điều trị hóa chất. Và ba là điều trị xạ trị. Thế thì đến cái thời điểm này mà nói thì phẫu thuật vẫn là cái phương pháp đầu tay. Chúng ta nôm na là gì? Chúng ta mở ra, chúng ta cắt bỏ cái phần khối u đi, rồi nạo vét hạch theo quy ước. Ví dụ dạ dày thì phải nạo hạch nào, thực quản thì phải nạo hạch nào, đại tràng phải nạo hạch nào. Đấy, thì đấy là phương pháp phẫu thuật. Thì phẫu thuật vẫn là cái phương pháp đầu tay. Thế còn hóa chất với xạ trị thì nó chỉ mang tính chất là hỗ trợ. Hỗ trợ đây thì hỗ trợ như nào? Các bạn nắm được hỗ trợ như nào? Thứ nhất là nó hỗ trợ trước phẫu thuật. Hóa chất với xạ trị mà hỗ trợ trước phẫu thuật thì người ta gọi là hóa chất xạ trị tiền phẫu, gọi là trước mổ đấy. Mục đích của việc hóa chất xạ trị trước mổ là gì? Là nhằm mục đích là để mình hiểu nôm na là để giảm cái giai đoạn bệnh. Giảm cái giai đoạn bệnh ở đây thì các bạn, mình xin lỗi, đấy, mục đích của cái việc hóa chất xạ trị trước mổ là gì? Đó là mình giảm cái giai đoạn bệnh ở đây, tức là gì? Tức là làm cho cái khối u nó bé đi, cộng với việc nữa là làm cho cái hạch xung quanh ấy, mà nếu mà nó có bị di căn đến thì mình dùng hóa chất, chúng mình dùng xạ trị để nó đi, để đến lúc mà mình mổ thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ phần trăm điều trị triệt căn cho bệnh nhân. Đấy, hóa chất xạ trị hỗ trợ ở đây là gì? Hỗ trợ sau mổ tức là gì? Mình mổ, mình phẫu thuật đi, mình nạo vết hạch đi, đấy, xong mình làm cái chẩn đoán cái giai đoạn của bệnh. Nếu mà nó nằm ở trong cái giai đoạn bệnh mà cần phải điều trị hỗ trợ sau phẫu thuật
thì lúc đó mình sẽ chuyển bệnh nhân đi để hóa chất với xạ trị tiền phẫu. Thế thì còn một cái chỉ định nữa của hóa chất với xạ trị, đó là với những bệnh nhân mà người ta giai đoạn muộn, không còn khả năng phẫu thuật, thì chúng ta cũng chuyển bệnh nhân đi. Chúng ta điều trị phẫu thuật mà thì gọi là mang tính chất gọi là triệu chứng thôi. Đấy, giảm nhẹ thôi. Ví dụ như là thế này, bệnh nhân ung thư thực quản mà vào mà không có khả năng cắt bỏ khối u, nhưng bệnh nhân không ăn được, nốt nghẹn không ăn được một tí nào, thì chúng ta làm cái phẫu thuật là mở thông dạ dày hoặc là mở thông hỗn tràng để nuôi ăn cho bệnh nhân. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển nhân đi hóa chất và xạ trị phẫu, hóa chất và xạ trị. Thế thì như vậy, trong cái phần điều trị ung thư thực quản, các bạn chỉ cần nắm cho tôi ba ý. Thứ nhất là phẫu thuật, thứ hai là hóa chất, và thứ ba là xạ trị. Đấy. Thế trong cái phương pháp điều trị thực quản thì phẫu thuật vẫn là cái đầu tay, còn hóa chất với xạ trị thì nó chỉ mang tính chất là hỗ trợ thôi. Đây, mình đưa ra một số những cái chỉ định của phẫu thuật của ung thư thực quản. Đấy. Ung thư thực quản giai đoạn T1, T2 thì phẫu thuật. Ung thư thực quản giai đoạn T3, T4 thì sẽ phối hợp với xạ trị trước mổ, cộng phẫu thuật, và sau đó có thể thành hình xạ trị hóa chất sau mổ. Đây là một số các cái phương pháp phẫu thuật trong ung thư thực quản. Mình sâu ra cho các bạn, nhưng mà chắc là nói thì các bạn cũng chả hiểu được. Ví dụ phẫu thuật Swiss này, phẫu thuật Ivor Lewis, phẫu thuật Akiyama, phẫu thuật Olinger và phẫu thuật nội soi để cắt thực quản, nội soi ngực và nội soi bụng trong một trường ung thư thực quản. Thì lát nữa thì mình sẽ sâu cho các bạn về cái phẫu thuật, phương pháp phẫu thuật ung thư thực quản để cho các bạn phần nào nắm được. Thế chỉ hát mũ của anh là gì nhỉ? Thế thì mình qua cái phần bài giảng vừa rồi, các bạn có những câu hỏi gì không? Các bạn có muốn nói kỹ về phần nào không? Vì thực ra nói là về cái ung thư thực quản ấy, nó là một cái bệnh lý khó về cả mặt điều trị, có kể cả phẫu thuật. Đối với các bác sĩ ở dưới huyện thì mình chỉ mong muốn là các bạn nắm được cái kiến thức thật là cơ bản để mình đưa ra cái phương pháp chẩn đoán sớm ban đầu cho bệnh nhân và có cái hướng xử lý tốt cho bệnh nhân. Nói chung là mình cũng không khuyến cáo các bạn là không nên mổ ung thư thực quản ở tuyến huyện, thậm chí tuyến tỉnh. Bởi vì để mà phẫu thuật cắt cái ung thư thực quản này, nó không ngoài vấn đề là phẫu thuật viên mà người ta còn liên quan cả đến vấn đề về gây mê hồi sức nữa. Thầy cho em hỏi, ở cái ung thư thực quản này thì cái tỷ lệ biệt hóa nó có cao không? Cái tiên lượng nó tốt. À, thế thì câu hỏi rất là hay. Hỏi về cái tiên lượng của ung thư thực quản. Thì cái ung thư thực quản ý, là một trong những cái ung thư của đường tiêu hóa, đúng không ạ? Và mình phải khẳng định một câu này, tiên lượng tồi nhất trong cái ung thư của đường tiêu hóa là ở ngay cả bên Nhật phát hiện sớm ung thư thực quản thì cái tỷ lệ sống sau 5 năm của cái phẫu thuật ung thư thực quản đối với cái giai đoạn sớm nhé cũng chỉ được đạt đến 50%. Đấy. Vừa khó điều trị này, vừa không đáp ứng tốt với hóa chất này, không đáp ứng tốt với xạ trị, tiên lượng thì lại tồi. Chính vì vậy mà cái ung thư thực quản đến nay nó vẫn làm cái vấn đề khó. Tốt nhất ý, đối với ung thư thực quản mà chúng ta có thể phát hiện sớm, xử lý sớm, phát hiện sớm, xử lý sớm, không có cách nào khác, đừng để đến lúc mà nghẹn rồi thì mới đi soi, thì lúc đấy rất khó, mà phải soi kiểm tra định kỳ,
6 tháng đến 1 năm một lần. Chứ còn nếu mà để đến lúc mà nghẹn rồi và bác bệnh nhân đến mà không ăn được cái gì nữa rồi, hoặc là chỉ được một bát cháo con rồi, thì lúc đấy tiên lượng nó sẽ giảm lắm. Tại vì là em thấy thật ra thì có cái trường hợp cách đây khoảng tầm gần 2 năm là chồng của một cái kỹ thuật viên cũ ở viện em, thì chú ấy có điều trị cái ung thư thực quản. Điều trị ở đâu? 14 ở Việt Đức, có mổ ở Việt Đức xong. Yeah. Xong đến bây giờ thì thấy chú tốt lắm. Cách đây 2 năm thì chú ấy bị tắc ruột, lần đi mổ đấy, đợt đấy là tắc ruột do dính, còn lại tất cả mọi thứ chú đều rất là ok. Nhưng mà mổ xong thì có phải điều trị hóa chất không? Có, đợt đấy không, đợt đấy chỉ mỗi phẫu thuật xong là đi về. Chắc là sớm ông tên ở đâu, ở đâu, Việt Nam? Tên là chú tên là Tập ở trên Mộc Châu Sơn La. Tập Mộc Châu Sơn La. Vâng. Có phải Cường là ở bệnh viện nào ấy, Thảo Nguyên à? Dạ vâng, em ở viện Thảo Nguyên. Thảo Nguyên là chỗ anh Hùng đấy à? Vâng, đúng rồi, chỗ anh Hùng. Mình chỉ biết là có một cái ông mà mình mổ cho ông quen của anh Hùng là phó giám đốc đúng không? Trường khoa luôn. Trường khoa ngoại đúng không? Vâng. Ông Tập đấy có quen ông Hùng không? Có, vì là đây là chồng của một người ở viện em luôn. Yeah. Vâng. Thì kéo chắc là mổ, chắc là được Hùng giới thiệu lên. Nhưng mà đấy là chắc là phát hiện sớm, chứ còn nếu mà phát hiện muộn thì nói chung là ung thư thực quản ấy, mà nếu mình phát hiện giai đoạn khoảng T3, tức là cái khối u gan quá lớp cơ rồi, thì cái tỷ lệ sống 2-3 năm, 3 năm tốt, 5 năm thì hơi khó. Đã có bạn nào có câu hỏi không? Cứ hỏi thoải mái đi. Alo, có bạn nào có câu hỏi nó không nhỉ? Các bạn cứ thắc mắc đi. Các bạn muốn giảng chuyên sâu về cái gì hay hỏi gì cái gì, các bạn cứ nói. Ra mà nói lên này, cái ung thư thực quản ấy là cái bệnh lý khó. Khó ngay cả bản thân bệnh viện Việt Đức là cái tuyến đầu. Ví dụ như ở bệnh viện Việt Đức bây giờ thì chỉ có khoa mình mổ ung thư thực quản và khoa 78, các bạn biết khoa 78 nhỉ? Khoa 78 mình còn Giang Sư Giang. Đấy, mổ ung thư thực quản thôi chứ còn cũng ít lắm. Khoa mình thì bây giờ chỉ có ngày xưa có cả giáo sư Huấn, thì giáo sư Huấn chuyển sang đạo y rồi sang VMAX rồi. Thế bây giờ chỉ có mình ở khoa 34 thì chỉ có mình mổ thôi. Nói lại hỏi em cái phần xét nghiệm mới là cái chuẩn đoán hình ảnh để nó phục vụ cho cái chuẩn đoán cái ung thư thực quản à, đây rồi, ok. Thế thì cái chẩn đoán ung thư thực quản ấy, đây cái nội soi, khi các bạn chẩn đoán xác định ung thư thực quản thì các bạn sẽ sử dụng nội soi cộng với huyết. Khi các bạn nhìn vào, soi vào trong miệng, rồi soi vào trong thực quản, sẽ thấy những cái tổn thương ở cái thành thực quản các bạn sinh thiết. Thì đấy, nó là cái chẩn đoán xác định.
đấy thì mới chỉ là bước đầu thôi. Chúng ta chỉ có đưa ra cái chẩn đoán xác định là gì, chúng ta biết là bệnh nhân bị ung thư thực quản thôi. Còn cái việc mà để xem là cái khối u này nó còn có cắt được hay không ấy, nó còn mổ được hay không này, và cái hướng điều trị ra làm sao này, thì nói thật với các bạn là phải làm thêm rất 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 nhiều những các cái xét nghiệm khác nữa. Rất nhiều các xét nghiệm khác nữa. Mình lấy ví dụ này, để mà biết được một cái bệnh nhân ung thư thực quản có mổ được hay không thì chúng ta phải đánh giá hai cái chỉ tiêu. Cái chỉ tiêu thứ nhất là chúng ta phải đánh giá được cái mức độ xâm lấn và mức độ di căn của khối u. Cái chỉ tiêu thứ hai là chúng ta phải đánh giá được cái thể trạng của bệnh nhân. Tại sao phải đánh giá cái thể trạng của bệnh nhân? Bởi vì thế này này, với bệnh nhân với cái phẫu thuật ung thư thực quản nó kéo dài khoảng 6-7 tiếng. Đấy, mổ rất lớn, cắt thực quản ở trong ngực rồi tạo hình thực quản bằng dạ dày nữa, thì đòi hỏi là cái bệnh nhân đấy nó phải đủ tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ở đây gì, là chúng ta phải đánh giá được chức năng về hô hấp, chức năng về tim mạch, rồi chức năng gan, chức năng thận, xem là bệnh nhân đấy nó có đủ cái tiêu chuẩn để mổ không. Tôi lấy ví dụ này này, chúng ta phát hiện ra bệnh nhân ung thư thực quản giai đoạn sớm, kể cả rất sớm, nhưng mà trên cơ địa một ông là bệnh nhân là suy tim, đái tháo đường, cao huyết áp, rồi lại COPD nữa, thì không ai người ta đè cái bệnh nhân đấy ra người ta mổ cả. Đấy, các bạn hiểu tôi làm sao là gì, chúng ta phải đánh giá cái tiêu chí về thể trạng của bệnh nhân. Cái đấy cũng là rất quan trọng nha. Kể cả đoạn có sớm, kể cả bệnh có nhẹ, nhưng mà gì, bệnh nhân mắc rất nhiều những cái bệnh lý nền, những cái bệnh nội khoa nặng, thì chúng ta phải cân nhắc cái phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Đấy, cái tiêu chí thứ hai mà chúng ta đánh giá ở trong cái phần cận lâm sàng đó là gì? Đó là đánh giá mức độ xâm lấn và di căn của khối u. Thì để đánh giá mức độ xâm lấn là mức độ xâm lấn của khối u ấy, thì người ta sử dụng hai cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Một là người ta dùng chụp các lớp vi tính. Khi chụp các lớp vi tính thì các bạn có thể nhìn thấy cái độ dày của thành thực quản, các bạn có thể nhìn thấy cái di căn hạch của thành thực quản. Đấy. Thứ hai nữa là người ta dùng đến cái siêu âm nội soi thì nó chính xác hơn, người ta có thể đánh giá được xem là cái khối u này nó ăn đến cái lớp nào của thành thực quản. Siêu nội soi đây là gì? Tức là người ta có một cái đầu nội soi, người ta cũng soi trong mồm như cái máy nội soi ấy. Tuy nhiên trên cái đầu dò đấy người ta gắn một cái đầu siêu âm, khi người ta cho vào người ta đánh giá xem là cái khối u này nó ăn đến cái lớp nào thành thực quản và đánh giá cái hạch xung quanh nữa. Đấy. Thế thì cái chụp cắt lớp và cái siêu nội soi này nó rất hay ở chỗ là ngoài việc các bạn đánh giá được cái mức độ xâm lấn thành của khối u, các bạn có thể đánh giá được cái hạch xung quanh khối u, và trên cái CT thì các bạn có thể đánh giá được cái di căn của khối u. Ví dụ như là có thể các bạn đánh giá di căn được phổi này, các bạn có thể đánh giá được, nếu mà cắt lớp bụng nữa thì các bạn có thể đánh giá di căn được gan, đánh giá di căn được tạng khác như tuyến thượng thận, như thận. Đấy là cái siêu nội soi và CT. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng một số các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác, ví dụ như là siêu mổ bụng, ví dụ như là chụp mà xạ hình xương để đánh giá xem là cái khối u này nó có di căn xương hay không. Thì đấy là một số các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh để đánh giá là cái giai đoạn bệnh và cái mức độ xâm lấn của khối u. Thầy cho em hỏi chút là cái xét nghiệm marker ung thư có cái marker nào không? Cái giá trị trong marker ung thư có một cái gọi là SCC. SCC ở đây nó gọi là S là squamous, C là cell carcinom. SCC thì nó cũng có giá trị trong gọi là cái theo dõi ở sau khi mổ để đánh giá cái tái phát. Nhưng mà nói thật thế này với các bạn này, tất cả những cái marker của ung thư, ví dụ như là các bạn dạ dày thì có CA 724 này,
hoặc là tụy thì có CA199, hoặc là đại tràng thì có CEA, thì tất cả những cái mắc cơ ung thư đấy thì nó chỉ có tính chất là tham khảo, định hướng, chứ nó không có tính chất quyết định. Ví dụ như này này, ví dụ khi mà các bạn có ung thư đại tràng tái phát, ví dụ như các bạn mổ cắt đại tràng rồi, sau đó thì các bạn làm theo dõi, các bạn thấy có khối u tái phát thì các bạn làm CEA thì hiển nhiên là cái đấy nó sẽ cao. Nhưng ngược lại, cái CEA khi mà nó cao thì các bạn không khẳng định được là cái ung thư này nó có tái phát hay không, mà các bạn là phải đi xác định bằng các cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác, ví dụ là các bạn phải nội soi, các bạn phải dùng cái CT, chứ không lấy các cái tumor marker để ra để nói được là ông này tái phát, ông kia tái phát, mà nó chỉ có tính chất gợi ý, tính chất định hướng. Khi mà mình có những cái ung thư rồi, ví dụ ung thư dạ dày, ung thư thực quản, ung thư đại tràng, ung thư tụy mà làm các tumor marker nó cao, thì mình chỉ được gợi ý đó là nó có thể nó tái phát, và mình phải đi chứng minh nó bằng các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh như là siêu âm, ví dụ như là CT, ví dụ như là nội soi sinh thiết để làm cái chẩn đoán xác định. Đấy, nên là tumor marker thì các bạn cũng không nên quá để ý đến nó, và cũng không nên quá phụ thuộc vào các cái chỉ số của marker đấy. Các bạn có còn câu hỏi nào nữa không? Thưa thầy, cho em hỏi ạ. Thưa thầy, em có một bệnh nhân là có 12 tuổi ạ. Có triệu chứng là chỉ có khó thở, thầy đi khám nội tiết thì là bác sĩ nội tiết chẩn đoán là viêm tuyến giáp, kê kháng đơn kháng sinh về uống, xong chỉ đỡ được một thời gian, sau đó thì lại đau họng, đau cổ và khó thở tăng dần lên. Sau đó thì có xin đi viện nội tiết trung ương, thì xuống đây có bác sĩ cho đi chụp CT thì chẩn đoán là như xâm lấn hết thực quản và xâm lấn trung thất rồi, thì không phẫu thuật được. Sau đó thì cho bệnh nhân về thì chỉ được một thời gian, sau đó bệnh nhân mất. Thì gia đình cũng thắc mắc là không hiểu là ung thư gì mà bệnh nhân còn rất là trẻ, 12 tuổi, bệnh nhân nữ, nên thời điểm hỏi em thì em cũng không biết giải thích với gia đình như thế nào. Ung thư thực quản ấy thì chủ yếu gặp ở nam giới, 90% là nam giới, và lứa tuổi trung niên, trên cơ địa hút thuốc lá, uống rượu. Đấy, nó thoái hóa thế. Anh em nam giới là nó hay có một số những cái bệnh mà chị em cũng có, ví dụ như là ung thư thực quản, ví dụ như là u phi đại tiền liệt tuyến, như ung thư tiền liệt tuyến, đúng không? Là nó chủ yếu ở nam đấy. Thế thì đối với những cái bệnh nhân mà như bạn vừa mới hỏi ấy, thì mình không nghĩ ung thư thực quản đâu, có thể là một cái bệnh lý gì đó của tuyến giáp, bởi vì tuyến giáp thì nó ôm quanh cái phần mà thực quản cổ ấy, thì khi mà cái u tuyến giáp đấy mà nó hết vào thực quản thì nó sẽ vào trong cái thành thực quản, nên bệnh nhân cũng không ăn được, chứ cái đấy nó không phải là bệnh lý của thực quản. Rồi, các bạn có hỏi gì nữa không? Thì mình sâu cho cái phẫu thuật cắt thực quản này. Thế thì về cái phẫu thuật cắt thực quản thì các bạn phải hiểu là thực quản thì nó nằm ở trong chủ yếu là trong ngực, đúng không ạ? Nằm chủ yếu là trong ngực. Thế thì để mà mình tiếp cận được vào trong ngực như này, để mà phải cắt bỏ cái thực quản đi, đúng không? Thì nó sẽ có một số những đường này. Thứ nhất là người ta rạch cái ngực ra, thì người ta gọi đến, người ta gọi là mở ngực. Mở thì người ta có thể mở bên phải, người ta có thể mở bên trái. Thế thì bây giờ nó hiện đại thì người ta sẽ làm nội soi. Thế ví dụ mình có thể show cho các bạn là chuẩn bị sẽ làm nội soi. Để mục đích là để cắt cái thực quản đi. Đấy, là đi đường ngực. Thế thì nó còn một cái đường nữa để người ta có thể cắt được cái thực quản này mà không đi đường ngực, mà tức là người ta đi đường bụng. Thế khi mà người ta đi đường bụng thì người ta sẽ đi qua cái khe hoành ấy, cái cột trụ hoành ấy. Người ta cắt cái cột trụ ra.
người ta mở rộng cái cột trụ ra và qua cái khe hoành đấy người ta phẫu tích cái thực quản, người ta cắt cái thực quản đi. Đấy, thì đấy là cái cách tiếp cận để cắt cái thực quản nhé. Đấy, bước một là mình cắt cái thực quản đây, mình sẽ show cho các bạn xem. Đây, đây là cái thì nội soi ngực. Đấy, các bạn, cái hình ảnh các bạn đang nhìn thì đây chính là cái quai tĩnh mạch đơn. Đấy, mình cắt bỏ cái quai tĩnh mạch đơn đi để cho nó. Đây là cái thì phẫu tích thực quản. Đấy, đằng sau cái móc ấy, đằng sau cái móc ấy, nó là cái động mạch chủ. Đấy, đang phẫu thuật viên người ta đang phẫu tích cái thực quản để người ta cắt bỏ cái thực quản. Đấy, đây là một số những cái nhánh mà nó đi ra từ động mạch chủ. Các bạn có nhìn thấy con trỏ chuột của mình nhỉ? Đây này, cái đây này, đấy, cái chỗ này là cái, có nhìn thấy con trỏ chuột không? Có rồi. Có. Đây, đấy, đấy, dọc cái này nó gọi là động mạch chủ này. Đấy, phẫu thuật viên nhấc cái thực quản lên, cắt cái thực quản này. Đấy, đây là cái đây là cái thì này người ta gọi là thì nội soi ngực. Đấy, thế thì ngày xưa ấy, khi mà nội soi chưa phát triển thì cái này người ta phải mổ mở, tức là phải rạch tung ngực ra, xong rồi người ta vào người ta cũng làm như thế này, thì phẫu tích cái thực quản ở trong ngực, nạo vét những hạch. Đấy, các bạn thấy cái cục đen đen này này, đó là những cái cục hạch đây này. Đấy, đó là những cục hạch. Đấy, thế thì chủ yếu bây giờ mình làm cái này thì là bằng nội soi. Ở đây có ai đã xem mổ cắt thực quản chưa? Chưa rồi ạ. Chưa rồi ạ. Chưa rồi ạ. Toàn những người mới đi học. Đây là tài khoản thực quản. Mới đi học thế thì nhìn vào đây thì chắc là nó... Hiểu gì? Đấy, cái thực quản nhấc lên đây này, đấy, quản ở trong ngực ấy. Đấy, đây là đang nạo cái hạch này, đấy, cái những cái mà đấy, các bạn nhìn thấy không? Những cái hạch đen đen này, tại sao có một số người hỏi là tại sao cái hạch ở trong ngực thì nó lại cứ có màu đen? Thì mình nghĩ chắc là khả năng ví dụ như là nó có những cái hạch mà tổ chức lanh phô bào mà. Đấy, thì nó sẽ bao giờ nó có những cái đại thực bào nó đến, nó hấp thụ, nó ăn những cái bụi gây nên màu đen, thế thôi, đoán thế, chắc là thế. Cái phẫu thuật nội soi này thì mình có những cái nguyên tắc cơ bản gì không ạ? Nguyên tắc cơ bản thì các bạn phải đi học cái phẫu thuật nội soi ở lớp nội soi cơ bản đây này. Chứ còn bởi vì cái phẫu thuật mà thực quản này thì nó là cái phẫu thuật nâng cao. Đấy, bây giờ mình nói là ví dụ phẫu thuật cắt thực quản nó có nguyên tắc cơ bản gì thì nó khó nói lắm. Ý em là ở đây là ví dụ như là yêu cầu tối thiểu ví dụ như phải phẫu tích được cái gì ra, bộc lộ những phần nào hay không? À, cái đấy thì đương nhiên rồi. Yeah, bởi vì thế này này, các bạn phải hiểu là trong ngực ấy, nó các cái tạng ở trong ngực ấy, hoặc là những cái mạch máu ở trong ngực ấy, nó toàn là những cái mạch to này. Đúng không ạ? Ví dụ động mạch chủ này, ví dụ như là tĩnh mạch chủ này, rồi là ví dụ tĩnh mạch phổi này. Đấy, rồi là gì? Tĩnh mạch chủ trên này, tĩnh mạch đơn này, toàn những cái nguy hiểm. Nói thật thế này này, nếu mà nó chảy máu ở những cái đấy ấy, thì nó lại không giống như bụng. Ví dụ bụng thì các bạn mở bụng rất nhanh, nhưng mà ví dụ như là đang làm nội soi này, nó mà chảy máu vào những cái tạng mà như mình vừa nói, ví dụ động mạch chủ, nó phun ra một cái
mở ngực không kịp, có khi bệnh nhân chết trên bàn. Thế nên là khi mà trong phẫu thuật ung thư thực quản này, nó phải đòi hỏi, nó phải có một cái trình độ nhất định. Đấy, thứ hai nữa là phải, nói chung là mình hiểu như trong cái ngoại khoa mình thì nó phải, đó là nó phải có một cái giờ bay nhất định. Đấy, các bạn phải được đi ép mổ, rồi phải được đi kiểm nghiệm, đào tạo, làm từng công đoạn một, chứ không phải là ví dụ học cái này cái về cái là bảo rồi tôi có thể làm ngay được cắt ung thư thực quản, cực kỳ khó. Đây là cái thì nội soi ngực. Sau khi mà mình phẫu tích, mình cắt hết đấy cái chỗ mà dưới cái móc ấy, nó là cái tĩnh mạch chủ trên đấy, mình đang lấy hạch ở dọc theo cái khí quản bên phải và ở dưới đó là cái tĩnh mạch chủ trên đấy, nhưng mà tĩnh mạch chủ trên các bạn nhìn thấy nó to như thế đấy, nếu mà mình mà lấy mà nó không ấy, nó chảy máu rồi một cái thì cũng chả có cái gì để kẹp được, chả có cái clip nào để kẹp được. Ừ, thế nên là bảo để nguyên tắc để phẫu thuật ung thư thực quản thì nói thì nó rất là khó. Đấy, đấy thì là đây là cái thì ngực tiến hành nội soi, cắt hết cái thực quản não với thạch. Đây, cái mà các bạn đang nhìn đây nó là cái khí quản đấy. Đấy, cái khí quản các bạn thấy cái sụn không? Sụn của khí quản không? Đấy, đấy là cái thì nội soi ngực. Đi hết thì nội soi ngực thì nó sang đến cái đây là một số những hình ảnh này, não phế thạch não ba này, đây các bạn nhìn đây này, cái chỗ này là cái phế quản gốc bên bên phải này, đấy, cái này là phế quản gốc bên trái này, đấy, cái chỗ mà nó chia đôi rồi ngã ba khi phế quản đấy, đây, còn đây là cái mà lúc nãy đây là cái tĩnh mạch chủ trên này này, đấy, cái chỗ này là hạch dọc khí quản bên phải, đây là cái khí quản của mình này. Đấy, đây là cái bờ trái của cái quản của đây này, cái chỗ đằng sau này là cái quai động mạch chủ. Đấy, thế thì sau khi mà chúng ta đã cắt được cái thực quản ra rồi, thế thì bây giờ cái đoạn mà thực quản đấy thì chúng ta cần phải lấy cái gì để thay thế nó, đúng không ạ? Không phải chúng ta cắt bỏ đi thì làm sao mà ăn được, cắt hết đi thực quản đấy rồi thì lấy cái gì ăn? Thế thì bây giờ chúng tôi phải lấy cái vật liệu là cái dạ dày, nhưng để thay thế vào cái thực quản thì đây. Thế thì đối với cái việc mà lấy dạ dày ấy, thì ngày xưa người ta cũng mổ mở, nhưng mà bây giờ thì lại mổ nội soi, lại mổ nội soi. Đấy, tư thế bệnh nhân nằm ngửa. Đấy, và ta tiến hành giải phóng cái dạ dày. Các bạn hiểu nôm na là như thế, giải phóng cái dạ dày. Thế thì bây giờ các bạn có một số người ta hỏi là thế thì bây giờ giải phóng cái dạ dày ra xong thì phải đưa cái dạ dày lên để thay thế. Thế thì bây giờ cái dạ dày nó nuôi bằng kiểu gì? Đúng không ạ? Chứ không phải là cái mình cứ thế mình cắt gọn lọt cái dạ dày xong mình đưa cái dạ dày lên mà nó sống được. Thế thì mình phải giữ lại một số những cái mạch. Thì cái mạch chúng tôi giữ lại đây là cái mạch vị mạc đối phải và cái mạch vị phải. Ngày xưa những cái thì mà tạo hình cái ống dạ dày này này,
giải phóng dạ dày, tạo hình ống dạ dày này thì cũng là mổ mở. Thế nhưng bây giờ với cái phương tiện trang thiết bị của nội soi thì hầu như là cái này làm nội soi hết. Đây, đây là cái thùy não bách hạch ở nhóm 7, nhóm 8, nhóm 12A. Đấy, hạch đấy, hạch cái mà đang cái kẹp ruột cầm vào đấy là cái hạch. Đây, đây là cái thùy mà phẫu tích để thắt cái bó mạch vị trái. Đấy, cái động mạch vị trái đấy. Rồi, thắt. Ok, sau khi mà ta đã giải phóng được cái dạ dày rồi. Chúng ta bây giờ làm nào? Đấy, thì mình mở nhỏ một tí ở cái dưới mũi ức và kéo cái dạ dày ra, tạo hình nó thành cái ống. Đấy, cái ống dài như thế đấy, đấy, xong kéo lên đấy, các bạn thấy không? Cái trung bình những ca mổ này thì nó rơi khoảng 5-6 tiếng. À, các bạn lớp mình có câu hỏi nào không nhỉ? Các bạn lớp mình có câu hỏi gì không nhỉ? Thắc mắc gì không nhỉ? Chắc không rồi. Từ quản nó khó mà. Rồi nhá, thế thì bài bài giảng